Hey nhô. Đây này em, cọc cái vàng mua trên bản về giờ thì nó to kinh khủng. Nó hai mấy cân rồi. Thôi. Kệ cho nó rồi. Nó không tới được nhau. Vòng mới thít chặt như này sao chui. Đấy, bình thường hay dọa nó, giờ dọa đi. Cứ cái kiểu ở trong chuồng với ngoài chuồng thì nó dọa, chứ còn đối mặt thì nó lại không. Không, nếu ấy nó xù lông lên ngay. Cho mẹ lên trên nữa được. Con này cái mặt của nó nhìn trông sắc. Cọc tịt, đây là con cái cọc tịt. Lúc mua về nó là con cái trắng. À, bây giờ nó đổi lông, sau hai lần nó đổi lông thì bây giờ nó chuyển sang màu, bây giờ nó là màu vàng nhạt rồi. À, tại sao nó là màu vàng nhạt? Bởi vì đây, dễ thấy nhất đây, màu vàng đậm đây. Đấy, con này thì là vàng đậm luôn, vàng đậm kiểu màu vàng như là con sẹo. Con này này thì này tai không được tốt. Đấy, cho bản là thế. Mà bản này là toàn bản đồng văn đấy, toàn bản núi đá. À, thằng này thì nhìn mặt cũng rất là tinh quái. Con này là con cái bắt ở trên bản về. Con này là nó bắt ở trên bản, nó đẻ một lứa rồi. Một con thì thích nâu. Đây là nâu rồi. Thế là nó cũng vui vẻ đấy chứ. Chứ nó cũng không cáu kỉnh. Nếu mà cáu kỉnh mà hai con nó bụp nhau xù lông ngay. Cả hai con nó cùng xù lông lưng. Này vàng này thì màu đẹp quá. Vàng này chắc phải hai. Con này chắc phải hai. Màu đẹp tai không tốt. Coi như là một con 19 cân rưỡi, một con 22 cân rưỡi. Đó. Hai con này là hai con cái bản. Hai con đều đang chớm và lên giống. Bọn này là ở trên bản là nó quen xích rồi đấy. Nhưng mà về đây con nửa năm, con một năm rồi nhưng mà không có xích nữa. Thành ra là nó quên mất cái xích rồi. Giờ nó phản đối. Giờ nó phản đối xích rồi. Con này thì nó có cái mắt, nó có cái mắt sắc. Mắt nó hơi xích, nhìn nó sắc. Nhìn trông nó giữ chó. Móng là móng nâu. Sắc tố tốt. Lúc mới mua về là màu trắng đấy. Cọc trắng này, sau hai lần đổi lông nó ra vàng nhạt. Không biết là lần sau đổi nó còn có ra vàng hơn nữa không. À, chứ mày đổi màu như tắc kè ấy. Con này thì từ đầu nó vàng rồi. Con này thì được cái to con. Mắt đẹp, mũi đẹp. À, người cũng tốt, người hơi dài một tí nhưng mà vẫn là tốt thôi. Có cái tai thì kém. Cái mắt thì cũng tốt. Màu thì tốt. Thế hai con này đều lên giống đấy. Con vàng kia cũng lên giống. Đòi vào rồi đấy.